Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tư Duy Làm Giàu. Trong video này, chúng tôi sẽ đưa ra chủ đề tại sao tuổi trẻ phải nỗ lực kiếm tiền và bí quyết làm giàu từ hai bàn tay trắng. Cuối cùng là những sai lầm hòn đá tảng khiến bạn cố gắng mãi mà chưa thể giàu. Thứ nhất, tại sao tuổi trẻ phải nỗ lực kiếm tiền? Tiền không phải là tất cả, nhưng muốn có tất cả, bạn buộc phải có tiền. 1. Trong bệnh viện, có một ông bác sĩ đã nói với một ông già rằng ông phải phẫu thuật thì mới khỏi bệnh. Ông già liền như đóng băng trong chốc lát và hỏi liệu có thể chỉ điều trị bằng thuốc được không? Bác sĩ lắc đầu và ông hỏi: vậy chi phí bao nhiêu thưa bác sĩ? Sau tất cả thì ông nên chuẩn bị ít nhất là 100 triệu. Ông già nghĩ một lúc rồi định nói gì đó nhưng lại thôi. Người con trai lập tức dẫn bác sĩ ra ngoài cửa và nói: bác sĩ, tiền không phải là vấn đề, xin hãy cho bố tôi thuốc tốt nhất. Sau đó, người con trai quay lại giường bệnh: cha, đừng lo lắng về tiền bạc, con có tiền mà. Chỉ cần cha mạnh khỏe thì mất bao nhiêu cũng không quan trọng. Vậy hỏi tại sao bạn muốn kiếm tiền? Chính là để khi cha mẹ bị bệnh thì họ có thể lo chi phí viện phí chu đáo để cha mẹ yên tâm dưỡng bệnh. 2. Cô con gái của tôi đã luôn đứng bên cửa sổ mà nhìn sang nhà bên cạnh, nhìn bạn nhỏ nhà bên cạnh đánh đàn. Rồi một hôm, con gái đã nói với tôi: con muốn được đánh đàn, con thích cái đàn piano kia. Tôi chần chừ và nhìn vào ví của mình, rồi với ánh mắt né tránh mà nói với con gái: bố biết rồi. Hay là bây giờ bố con mình đi siêu thị nhé, con mua đồ ăn con thích hoặc đồ chơi nào đó nha. Thế là sau đó tôi đã nỗ lực kiếm tiền và mua được cho con gái mình một cây đàn piano tầm trung. Khi nhìn con gái say mê đánh đàn, tôi đã thấy cuộc đời như thế này là đủ, không còn gì hạnh phúc hơn. Vậy tại sao bạn kiếm tiền? Để đảm bảo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ, để con có một tuổi thơ hạnh phúc, để vợ hãnh diện về chồng, vì gia đình nhỏ này. 3. Sau một tình yêu kéo dài 5 năm với kiều nữ, chàng trai đã cầu hôn cô gái. Rồi khi ngồi trước mặt bố mẹ vợ, thay vì phải hồi hộp sợ sệt trước những câu hỏi của hai bác, thì chàng trai này đã rất tự tin và thoải mái. Mẹ bạn gái hỏi: sau khi kết hôn, hai đứa định sống ở đâu? Ngay lập tức, chàng trai đưa ảnh chụp một căn chung cư và nói: đây là căn hộ con đã mua, và con tính sau kết hôn bọn con sẽ ở đây. Rồi gương mặt của mẹ bạn gái như đã giãn nở hết cỡ mà cười thong thả. Tại sao bạn muốn kiếm tiền? Để nhận được sự đồng tình của bố mẹ vợ tương lai, để ngồi trước họ với một phong thái tự tin nhất mà xin cưới con gái họ. 4. Cô ấy đã 30 tuổi và những cô bạn cùng tuổi đều đã kết hôn, nhưng dù bố mẹ vẫn luôn giục cô thì cô không hề vội vàng. Năm mới trở về nhà, một loạt người thân đã nói với Linh rằng: phụ nữ đến tuổi này rồi không kết hôn là không được đâu, rồi sao mãi không chịu kết hôn, rồi tương lai. Nhưng Linh thản nhiên mà không để ý mấy lời kích động đó. Cô không chỉ khả ái, có xe, có nhà, có công việc ổn định mà lương còn rất cao. Đó có lẽ là lý do cho cô sự tự tại như thế. Tại sao bạn muốn kiếm tiền? Để không bị ảnh hưởng bởi những lời kích động xung quanh, để làm được những gì mình thích, để là chính mình. 5. Tôi rất thích đi du lịch. Ước mơ thời sinh viên của tôi là được đi nước ngoài, được đi tới nhiều nước, tham quan những khung cảnh kỳ thú của thế giới này. Và tôi đã đặt mục tiêu sau khi ra trường 3 năm tôi phải có một chuyến đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, kinh phí là vấn đề lớn nhất. Và với kế hoạch đã lập, tôi đã nỗ lực kiếm tiền. Rồi chỉ sau một năm đó, tôi đã có một chuyến đi du lịch tới Pháp, Ý và Anh. Tại sao bạn muốn kiếm tiền? Bởi vì thế giới thật sự rất đẹp, và phải được nhìn thấy những vẻ đẹp đó, không còn cách nào khác. Kiếm tiền để đi. 6. Tháng này, cô cũng là nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất tháng. Cô bắt đầu mua sắm cho mình những món đồ hàng hiệu. Trước đó, các chị gái trong công ty vẫn luôn châm biếm cô không biết gì về thời trang, về hàng hiệu, bởi vì cô luôn mua hàng giá rẻ, đại hạ giá. Vậy tại sao bạn muốn kiếm tiền? Để đi shopping mà không phải xem giá trên mạng. 7. Tại sao bạn muốn kiếm tiền? Bởi vì tôi không muốn sống mãi theo cách này. Bởi vì có tiền tôi có thể làm được nhiều thứ. Có tiền nhiều sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Có thể có nhiều lý do để tôi và bạn cố gắng kiếm tiền, nhưng ngay khi bạn không có tiền, bạn sẽ thấy chết hơn tại thời điểm đó. Cuộc sống là một chặng đường dài đau đớn, vì thế không một ai muốn mình phải có những hối tiếc khi về già. Hồi trẻ mình đã không chăm chỉ làm việc như thế. Xã hội này đến 90% các vấn đề thực tế đều có thể giải quyết bằng tiền. Tiền có thể cho bạn cảm giác an toàn, để bạn có quyền nói không, để bạn có quyền kiểm soát vận mệnh của mình, thậm chí là thay đổi số phận của mình. Dù là tình yêu, tình bạn, tình thân thì cũng không thể tách khỏi tiền bạc. Mục đích kiếm tiền là tạo ra một tương lai tốt đẹp cho bản thân, để người thân có một cuộc sống đầy đủ, thoải mái, để phục dưỡng cha mẹ già và con nhỏ. Vì nghe được những lời trên, mà tôi muốn khuyên chính tôi và bạn một câu. Đừng chỉ lo lắng muốn kiếm tiền, mà hãy là đau đầu để kiếm tiền. Và đây là 7 bí quyết làm giàu từ hai bàn tay trắng. Grant Cardone là tác giả của nhiều cuốn sách kinh doanh trong danh sách bestseller book của New York Times, đồng thời là nhà kinh doanh, chuyên gia bán hàng, chuyên gia tư vấn cho nhiều công ty nằm trong danh sách Fortune 500, các công ty hàng đầu tại Mỹ. Những chia sẻ dưới đây của ông được coi là bí quyết gối đầu giường cho những ai mơ ước trở thành triệu phú. Những bí quyết sau đây không chỉ cho bạn cách để tích lũy của cải một đời để tận hưởng khi về già, mà là tạo ra hàng triệu đô la và tận hưởng chúng ngay trong quá trình lao động. Điều 1. Quyết định trở thành một triệu phú. Trước tiên, bạn phải xác định mục tiêu cao nhất của bạn là trở thành một triệu phú từ tay trắng. Tôi đi từ chỗ không có gì, chỉ là ý tưởng và rất nhiều công việc khó khăn để tạo ra một gia tài và những giá trị bền vững khác. Bước đầu tiên là thiết lập mục tiêu. Mỗi ngày trong suốt nhiều năm, tôi viết ra điều này. Tôi trị giá hơn 100 triệu đô la. Điều 2. Thoát khỏi tư duy nghèo nàn. Thế giới này không thiếu tiền mà thiếu người có suy nghĩ đúng đắn về nó. Để trở thành một triệu phú, bạn phải chấm dứt những tư duy nghèo nàn và tiêu cực. Nếu bạn còn chìm đắm trong đó, bạn không thể làm giàu. Tôi biết rõ điều này bởi vì tôi đã từng trải qua. Tôi được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ độc thân. Mẹ tôi đã làm tất cả mọi thứ để cho ba anh em chúng tôi được đến trường. Tuy vậy, nhiều bài học mà bà dạy tôi mang đến cảm giác thiếu thốn và sợ hãi. Con đừng bỏ lại thức ăn, ngoài kia còn có nhiều người chết đói. Con đừng lãng phí bất cứ thứ gì, tiền không mọc trên cây con à. Sự giàu có và trù phú không nảy sinh từ những suy nghĩ tương tự như vậy. Điều 3. Xem việc làm giàu là một nghĩa vụ. Những người nỗ lực làm giàu từ tay trắng không chỉ vì tiền bạc mà còn vì nhu cầu được xã hội công nhận khả năng và những đóng góp của mình. Tôi luôn muốn làm giàu, nhưng tôi cũng có nhu cầu đóng góp cho xã hội tùy theo khả năng của mình. Triệu phú không hạ mục tiêu khi gặp khó khăn, thay vào đó họ nâng cao kỳ vọng cho chính mình, bởi vì họ nhìn thấy sự khác biệt mà mình có thể đem đến cho gia đình, cho công ty và cộng đồng. Điều 4. Học theo người giàu. Tôi đã nghiên cứu tất cả điều về những người giàu có kể từ khi tôi 10 tuổi. Tôi đọc câu chuyện của họ và xem họ đã trải qua những gì. Họ là những cố vấn, những người thầy truyền cảm hứng cho tôi. Bạn không thể biết cách kiếm tiền từ những người không có tiền. Có người nào đó khẳng định tiền sẽ không làm cho bạn hạnh phúc, hay tất cả những người giàu đều tham lam. Tôi chắc chắn những người đó không phải là người giàu. Những người giàu không hề có cách nghĩ như vậy. Vì thế, bạn cần biết người ta làm gì để tạo ra của cải và làm theo họ. Họ đọc sách gì, họ đầu tư vào đâu, điều gì thúc đẩy họ, làm thế nào họ luôn giữ được động lực làm việc. Điều 5. Làm như một người giàu. Người giàu có cách đối xử với thời gian hoàn toàn khác. Họ mua thời gian, trong khi những người ít tiền hơn phải bán thời gian cho họ. Người giàu biết rõ thời gian có giá trị hơn tiền bạc, do đó họ thuê những người giỏi để làm những việc mà họ không thể làm được, hoặc không sử dụng thời gian hiệu quả để làm việc đó. Người giàu luôn làm việc chăm chỉ, say mê để đạt mục tiêu, và vì thế họ có được vị trí như hôm nay. Điều 6. Chuyển sự tập trung từ chi tiêu sang đầu tư. Người giàu không chi tiền vô tội vạ, họ đầu tư có tính toán. Bạn mua một căn nhà và phải trả góp. Người giàu ngược lại, mua một tòa nhà và kiếm lời từ năm này sang năm khác. Bạn mua xe mới vì nó mang lại cho bạn sự thoải mái và phong cách. Người giàu mua xe hơi để làm ra lợi nhuận. Điều 7. Tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Những người giàu không bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Tôi đã kiếm được thu nhập 7 con số trong vòng nhiều năm sau khi mở công ty đầu tiên và bắt đầu đầu tư vào bất động sản. Khi việc kinh doanh bất động sản và công ty tư vấn bắt đầu ổn định, tôi tham gia vào lĩnh vực thứ ba, phát triển kinh doanh phần mềm để giúp các nhà bán lẻ gây được thiện cảm của khách hàng. Sau hết, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng những người giàu có muốn mọi người đều giàu có như họ. Một phần là để bất cứ ai cũng có tiền để mua hàng hóa dịch vụ và họ cung cấp. Mặt khác, bản thân những người giàu đều tự nhận thấy họ không phải quá đặc biệt và luôn cho rằng của cải sẽ thuộc về bất cứ ai.